ham muốn đi, tại cái thời điểm mà mấy đứa hiếp dâm này nó thằng nhỏ chiêu phối thằng lớn rồi, nó không còn lớn, nó không còn điều quy điều khiển được nữa, nên là mấy rơi vào tình trạng đó thì mình làm giảm ham muốn đó bằng cách là ví dụ như nói là mình đi nhiễm HIV, nếu anh không ngại thì come on baby này nọ. Nhưng mà cái đáp án đó nó thấy thiếu hiệu quả lắm. Thà là bạn nói bằng cái giọng khàn nhất của mình á, bạn nói là em mới chuyển giới, mới làm được phần trên phần dưới chưa hoàn chỉnh, nếu anh không ngại. Còn không á thì chúng ta làm theo phương pháp là hạ sách nhất, là chúng ta tiểu tiện và đại tiện tại chỗ, sau đó chúng ta chay chét, chúng ta tự chay chét chúng ta luôn, mẹt cho mặt, xong chúng ta tấn công vào mắt và mũi và miệng đó. Nhưng mà cái này chỉ làm được khi còn thôi, nhưng mà ghê quá. Anh mong muốn cái bốn đáp án anh đưa ra là các em sẽ chọn đáp án 1 là hạ gục đối phương. Hạ gục đơn giản mà, đúng không? Đây là đáp án trong hai cái phương án, thì phương án 1 là tâm lý, đúng không? Anh thấy không hiệu quả, chọn đáp án 2. Phương án 2 là làm sao? Dùng vũ lực, tấn công, làm hư hỏng công cụ gây án. Đơn giản không? Khỏi xác định nhiều, hạ gục bằng cách làm hư hỏng công cụ gây án đó. Bằng cách là gì? Chúng ta là, anh khuyên là không nên dùng đòn đá nha, tuyệt đối không dùng đòn đá, đòn đạp. Tại tao đứng sẵn để cho đá cho đạp. Mà đá mà nó chụp được cái giò, nó dở một chân nữa là xong luôn. Tuyệt đối không dùng đòn đá, đòn đạp. Mà anh khuyên các em là dùng đòn gối. Gối nó gần và khó đỡ, trước sau gì cũng đến, La Mã mà. Thoải mái đi, mục tiêu xác định, một phát một, ba cái khế đi. Còn không đó thì anh yêu cầu các em là dùng tay á, các em đánh vào đúng không? Nhưng mà cái một cái tuyệt chiêu dã man nhất, tàn ác nhất, và hôm nay các em được tiếp xúc đến đó là đối với cái đòn tuyệt chiêu này gọi là xúc tép. Như thế này là dã man, tàn ác, vô nhân đạo nhất. Đây là động tác, này là động tác gọi là tịch thu công cụ gây án. Khi tịch thu công cụ gây án rồi, bây giờ anh cần các em trật tự nè. Khi tịch thu công cụ gây án rồi, các em, anh cần các em di chuyển ngay. Tịch thu rồi các em di chuyển nè. Các em di chuyển, đang di chuyển chậm, di chuyển xong dừng lại. Đảm bảo là nó đi theo các em một cách tăm tắp, giống như là vũ công của Mỹ vậy. Đều lắm. Di chuyển nhanh, tăm tắp, ngoan ngoãn. Nếu mà nó dùng tay nó không bị đánh các em á, em xiết lại, chỉ số sức mạnh tuột xuống bằng không liền. Còn nếu nó quá nhanh, nó quá nguy hiểm đi, là mình vừa xúc tép được rồi, nó dùng đấm nó bụp phát vào mặt mình, mình không kịp đỡ, thì sao? Thì anh cần các em bấu víu và niềm tin duy nhất. Cứ bấu vào, tắm một cái văng đi, nhưng mà anh cần cái tay vẫn bấu yếu vào, để coi đứa nào đau hơn đứa nào, xem coi đứa nào đau hơn đứa nào. Còn một cái đáp án thứ 5, tuy cái tiền anh sẽ mất nhiều thời gian, là còn đáp án thứ 5. Đáp án thứ 5 là do một cái chị anh gặp trước đây năm 2008. Bây giờ là phóng viên của Báo Tuổi Trẻ, chị Kim Anh, phóng viên Báo Tuổi Trẻ, chị đưa ra một đáp án thứ 5 phù hợp với các bạn nữ đang mặc váy. Các bạn nữ mang mặc váy thì gặp tình huống này, bình tĩnh, tự tin, cầm váy dở cao lên, sau đó thả cái váy xuống, diễn xuất biến thái, làm như mình thích, trời ơi hiếp dâm, được rồi, muốn quá, làm như ham, muốn làm như diễn xuất rồi, trời ơi hào hứng, lít bét nữa.